tới giờ. À, đây là chùa Phật lớn ở dưới Bắc Tây Gia nha cô chú anh chị. À, đây là 12 con giáp. Chùa Phật lớn. À, chùa Phật lớn ha. Bên kia mà. Không ngoài kia. Ra ngoài bên tay phải. Là thường là quay mặt chắp tay đi ba chụp cho con tấm hình thôi. Đã trời. Đi lên cầu thang ha, bà bậc thang rất là thấp. Không uống nước được. Ủa ba đưa tiền để làm này hả? Em bỏ thùng hả? Đừng lấy con. Bên đây nè chú ơi. Chú mình đi qua bên đó. À, đây là chùa Phật lớn ở dưới Bắc Tây Gia nha cô chú anh chị. À, đây là 12 con giáp. Thì mình tuổi con nào đó mình lại ngay con đó mình khấn nguyện ha. Cho mình được bình an, mạnh khỏe. Sang tuổi Mão nên sang lại con Thỏ nè. Thì mình lúc nào mình cũng hướng giái là cho tất cả mọi người được bình an mạnh khỏe. Sau đó thì nội ngoại hai bên rồi xong rồi tới vợ chồng con cái mình là sao. Vậy thôi. Giờ chiều mát mẻ rồi. Giờ này đi cũng mát lắm. Phật Cristal, Phật Thích Ca rất là lớn nha cô chú anh chị. Ngôi chùa này nằm ở dưới Bắc Tây Gia ha. Hôm nay là đêm thứ ba, tối nay đêm thứ ba gia đình mình đến Thái Lan nha cô chú anh chị. Mình ở Bắc Tây Gia 2 đêm, Bangkok 2 đêm. Rồi, lên đi. Rồi, nắm tay ba đi con. Em. Cái này là cô tuổi con gì thì cô lại nghe con đó. À, cô khấn kẹp nguyện ha. Kẹp vô tờ 20 bạc. À, kẹp vô tờ 20 bạc, cô khấn nguyện ha. Cái này là giống như là cái... bên Việt Nam mình kêu bằng cái gì quên rồi nhưng còn quên mất rồi. Ba giáp tay bảo giùm con đi. Xong rồi đó. Trong máy tính bông hoa thôi. Mỗi một bên. Thì bạn sẽ đưa nhanh cho con cắm nha. Bay. Nè, lại mẹ nói cho con nghe nè. Bây giờ mẹ dặn con nè. Con nghe nè. Con nói là con cảm ơn thần bốn mặt đã cho con đến với ba mẹ con. Ừ. Con đến với ba mẹ con. A Di Đà Phật. Rồi con nói vậy là được rồi. Cảm ơn con. Nè có đồng xu nè ba.
Nãy chị cho con 2 đồng xu nè ba. À, bây giờ con cầm nhang đi, con cậu gì mẹ nói nãy đi. Nè con nói sao? Nó lớn lên con. Con nói trong con thôi, con không cần nói ra. Hồi trước thì Phượng với Sang đi không phải về chùa này. Lần trước là mình với Sang đi qua chùa khác. Nhưng mà nói chung là mình có tâm thì chỗ nào cũng được. Cắm hết tại đây đúng không? Thì vì phần vấn mặt á, ở đất nước Thái Lan người ta rất là tôn sùng nha cô chú anh chị, rất là linh thiêng ha, có tâm thủy đầu cũng được. Gái của mình nó dễ thương lắm. Em này á, em này giống như là hả, em giống như là em có cái tấm lòng giống như là bạn tới nhà chơi có gì cũng đem cho. Bạn ra chuẩn bị ra khỏi cửa cũng ba con cho bạn bánh được không? Không có làm hiểu, không có ích kỷ. Rồi, lại đi con. A Di Đà Phật, con nói vậy được rồi. Rồi, nắm tay mẹ nè. Còn đây là Bảo Bảo để quay qua. Đi xa gần không biết mà thấy cái vô được rồi. Bảo nè, chào ông bà cô chú đi con. Dạ, bà con là Phật, con nói A Di Đà Phật đi. A Di Đà Phật. Giỏi. Thích mẹ. Nghe lì. Đi con. Let's go. Anh nè, anh nắm mẹ nè, nắm tay mẹ nè. Đi với mẹ nắm tay mẹ nè. Ông nắm tay mẹ nè. Từ từ con để cho ba. Đây bà thầy. Qua đi chị. Lúc nghe xong hết chưa? Chị hai về tới bà Bảo ha, mà ba cấm cho bà Bảo vô không? Mẹ nắm tay mẹ nha.
chưa đâu, mình mới đi tới đây mà về xe gì con. Mẹ còn chưa đi xong lắm mà. Thái Lan được mệnh danh là đất nước chùa chiền nha cô chú anh chị. Người dân ở đây người ta rất là tin vào đức Phật, người ta tin vào lực nhân quả. Nói chung là đức tin của người ta rất là lớn, cũng giống người Việt mình vậy đó. Và Phật rất là nhiều. Phượng đi sang cũng có duyên, đi đến Thái Lan được 3 lần, lần này là lần thứ 3. Nói chung là mình đi đến đây, mình vẫn thích đến đây nữa cô chú anh chị. Chứ không phải mình đi một lần, hai lần rồi mình thấy mình chán. Mình thấy không mấy, mình thấy thích đến đây lắm. Đi sang cũng vậy nữa, sang cũng thích đến đây. Cái bảo nha, bảo vô nha. Đó đúng rồi. Đó bây giờ để đứng nó kìa. Đứng rồi nè. Có thường hả? Biết đâu có thường à? Nè, nó giống mấy người khác à. Thôi, được. Mình đừng làm vậy, được cho con. Chúc mừng, dạ mừng. Bằng chân Phật. Dạ, chị vô một cái vô. Đây là cái hồng xu của mình. Cái này là đá có in và chân Phật. Đức Phật ngày xưa đi qua ha cô chú anh chị. Đứng này nè, đứng lóc. Đứng lóc cái đó. Đứng lại gió. Đứng đó, đứng đó thì nó đẹp ha. Nè, lại mẹ nè. Nè, lại mẹ nè. Nè, sang để nè. Nó kệ đi, mình có đây vòng vòng rồi. Chó ngã nha. Để cho em để con. Từ từ hết. Bình tĩnh lại. Tỉnh đây đi. Bảo hãy nghe em ở đây được rồi nè đó. Hello nha, Bảo giỏi quá ta, Bảo để được rồi đó không bà cô chú ơi. Rồi để nữa. A Di Đà Phật đấy con. Đúng rồi, Bảo để. Rồi xong rồi bỏ vô đi. Vô đơn. Hãy vô. No. Step back. Phải đứng ngay cái bậc đó luôn à. Mình nhìn vô cái lỗ mình thảy vô. Mình muốn nó vô phải nhìn nó. Mấy lần rồi. Một lần nữa thôi đó. Anh cho nó ngay. Nhắm nghe lỗ. Đó nhưng Bảo chắc không nhất. Trời thương mở vô đi con, lụm mở vô. Cái vậy? Bảo lại trời chắc uống. Rồi cho ai thấy nữa. Đi nè, đi xuống. Rồi mình đi xuống từ từ. Ô, khỏe luôn. Ô, khỏe quá, đi một mình. Đúng là làm khách à, không làm chủ, mình làm khách thôi. Chụp đi. Mình làm khuyết khách thôi chứ mình không làm chủ. Ê, thì video chia sẻ chùa Phật lớn ở Pattaya của gia đình An Tánh đến đây xin tạm dừng.
Cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn theo dõi ha. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Video chia sẻ của gia đình mình đến đây xin tạm dừng. Phượng cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của cô chú anh chị em và các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, các bạn xem kênh An Tánh thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một lượt share nha, share ra cho bạn bè và người thân cùng biết đến video này của mình. Phượng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu yêu thích kênh An Tánh, hãy cho mình một like nè, một cái đăng ký kênh nha. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh An Tánh Kali phát video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật là nhiều sức khỏe nè, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha, cũng như là đồng hành cùng gia đình An Tánh về Việt Nam nè, những chuyến đi mình đi về Việt Nam đó, mình quay, mình chia sẻ với cô chú, anh chị em và các bạn nha. Bye bye, thank you.